Kính chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Cây Cam Sành. Trên màn hình đây là cái đất trồng cây cam sành ở miền Tây. Thì các bạn có thể quan sát thấy đây, thì ở trên cái nền đất của mình á, nó có những cái đốm đỏ đỏ nè và những cái đất nâu nâu nâu. Thì cái đất này chủ yếu là đất phèn các bạn. Đối với đất đồng bằng sông Cửu Long của mình thì khi mà đất ruộng lên á, đa phần là đất phèn thôi. Cho nên là trong quá trình canh tác á, thì khi lên đất thì các bạn nên quan sát kỹ xem cái nền đất của mình nó bị vấn đề gì nhiều, thì chúng ta sẽ có cái biện pháp là xử lý để tiến hành là trồng cây. Trong cái quá trình mà canh tác nông nghiệp đó các bạn, thì người ta sẽ chia ra những các khâu, như là cái khâu chuẩn bị đất, rồi sau đó là cái khâu canh tác và chăm sóc. Thì đối với cái đất của mình trồng cam sành theo cái hướng là trồng để khai thác nhanh, cho nên là không có cái khâu là chuẩn bị đất các bạn, tức là đất lên sau đó mình sẽ tiến hành là trồng cây lại xuống liền, tức là không có cái khâu mà cải tạo đất trước khi trồng. Cho nên là đa phần là những cái vườn nếu gặp những cái tình trạng đất xấu thì cái cây của mình nó sẽ kém phát triển và tốn chi phí rất là nhiều. Do đó là khi các bạn trồng cam sành á, khi mà lật đất lên á, lên liếp á, thì các bạn cần để ý là nếu như cái cây của mình á, cái vùng đất của mình á, bị tình trạng là đất xấu, ví dụ như phèn nè, phèn sắt với phèn nhôm quá nhiều, thì các bạn phải tiến hành là cải tạo đất trong quá trình là canh tác các bạn, thì cái cây của mình mới được khỏe. Đây, như các bạn quan sát thấy đây, đây là cái mực nước mương, toàn bộ là một màu vàng các bạn. Đây là cái dáng phèn nó gây ra nha. Đây, cho các bạn thấy đây. Đó, đó là phèn các bạn. Khi trời nắng lên, hoặc là mưa xuống, hoặc là sau khi xử lý thuốc thì cái phèn nó hất lên như thế này nè. Đối với cái tình trạng này thì nó gây ra ảnh hưởng rất là nhiều đối với cây của mình. Tại vì phèn nó gây ra pH thấp thì nó dẫn tới những cái tình trạng khác trên cây cam sành. Cây hút dinh dưỡng không được, nấm bệnh phát triển hoặc là hư rễ. Với lại là hoặc là khi các bạn tưới dinh dưỡng vào, cây nó không hấp thu được nhiều thì mình phải tưới nhiều thì chi phí nó đội lên rất là cao. Do đó là nếu gặp cái tình trạng mà khi các bạn quan sát mương vườn á, trời nắng lên hoặc sau khi tưới bằng thuốc á, mà nó bị tình trạng phèn như thế này nè, thì các bạn cần phải có cái biện pháp là xử lý liền các bạn, giúp cho cái cây của mình nó được khỏe, giúp cho cái cây của mình nó được khỏe, nó sạch phèn. Nếu mà như các bạn không xử lý được tình trạng này á, thì cái rễ của mình nó phát triển nó không có ổn, thì về sau cái cây của mình nó rất là dễ suy. Nhất là trên cây cam sành mà các bạn không kích được cái bộ rễ cám tức là cái rễ hút dinh dưỡng, mà cái rễ này nó rất là mẫn cảm với cái điều kiện môi trường bên ngoài. Nếu đất của các bạn quá dẻ, phèn quá nhiều, nấm bệnh quá nhiều thì cái rễ cám nó không phát triển được, hoặc là khi nó phát triển thì nó bị những cái đó tấn công thì nó gây ra thối ngược lên, thì nó thối lên tới cổ rễ thì cái cây của mình nó sẽ bị suy. Đây, ví dụ như đối với tình trạng này nè các bạn có thể quan sát thấy đây. Đối với cái cây này thì nó bị tình trạng là thối cổ rễ nha. Nè, thối cổ rễ nè, cổ rễ nó thối hết trơn nè. Nó nứt cổ rễ luôn đó, gọi là nứt củ mì đó. Nè, nhìn kia xung quanh nè, các bạn quan sát thấy đây, cái phần đất nó quá chừng phèn luôn. Ha, phèn đỏ chét luôn. Thì cái này do nhà vườn không có tiến hành xử lý từ sớm á, cho nên là nó gặp cái tình trạng này. Cho nên là khi thiết kế mương liếp á, thì cái vấn đề đầu tiên á, các bạn cần phải xác định được cái nền đất của mình. Và phải có cái biện pháp là cải tạo để cho cái cây nó được khỏe ha. Đối với tình trạng mà đất phèn quá nó gây ra, nền đất phèn mà các bạn không xử lý từ sớm á, nó bị gây ra tình trạng là bể cổ rễ như thế này, hoặc là nó gây ra tình trạng này nè các bạn. Nè, các bạn thấy ha, cái cây cái rễ cái rễ cọc nó không ăn xuống được, mà nó chỉ ăn được cái rễ bên rễ ngang thôi, và nó bự lên thôi. Đối với cái tình trạng này là rất là nguy hiểm nha, khi mà mang trái là cái cây của mình nó rất là dễ xỉu đó ha, nó không có rễ cái, nó chỉ có rễ bên ăn ngang thôi. Đó, cổ rễ tất cả nó đều thối đen hết trơn luôn. Thì ở giải pháp này mình sẽ cho nhà vườn là tiến hành là xử lý phèn liên tục để rửa phèn ra, và đồng thời là sử dụng những cái chất dinh dưỡng đầy đủ, tưới liên tục luôn trong quá trình là chăm sóc, và đồng thời là kích rễ liên tục luôn các bạn, giúp cho cái cây của mình nó được khỏe. Khi cái cây của mình nó được khỏe thì nó sẽ cải thiện được một phần. Đây, cổ rễ nó bị bể nè các bạn thấy đây ha, cổ rễ nó bị bể luôn nè, nứt ra luôn. Nó chỉ có rễ bên thôi. Và đất nó rất là phèn. Đây, phèn có chén luôn nè các bạn. Cho nên là ở cái vấn đề này thì các bạn cần phải xử lý liên tục nha.
Và trong cái phân bón của mình các bạn, thì ở bên mình nó có, mình sẽ phối vô nhà, cho nhà vườn cái chất điều chỉnh phân bón, tức là cái chất điều chỉnh pH trong phân bón được, cho nên là trong quá trình tưới á, thì nó cũng cải thiện một phần cân bằng pH cho cây. Rồi đó là một số chia sẻ ngắn các bạn cần lưu ý khi chăm sóc cây cam sành. Để được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật vườn thì các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại để được tư vấn cụ thể hơn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.